bà nội. Gì mà cười, coi clip hôm qua cười gì như khùng vậy? Trời ơi, hôm nay tôi cười to như vậy là bởi vì có một cái lý do hết đó mấy bạn à. Thì đây, mình sẽ cho mấy bạn coi lý do vì sao ngày hôm nay mình lại cười to đến như vậy nha. Đây 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 đây, mấy bạn hãy nhìn đây. Hiện tại á, là video ngày hôm trước của Sammy á, bạn đã đạt được 8.000 like. Trời ơi, nhiều chưa? 8.000 like có nghĩa là Sammy sẽ có 8.000 tiền để Sammy đấu với tôi với bạn ạ. À. Wow, nhiều nha, nhiều nha. Với 8k like, thế nào tôi cũng hơn ông, nhưng mà xem tôi sẽ có ra 8.000 tiền của ông á, chắc là được 1-2k like. Trời ơi, bà nói gì cơ? Lần trước tôi đã kêu gọi những bạn fan của Phong Cận vào để like ủng hộ cho tôi, và bây giờ bà nhìn đây. Có hiện hả? Tại video đó của tôi đã đạt được 21.000 like rồi. Vậy? 2k like mà 21.000 like. Vậy là bây giờ tôi sẽ có 21.000 tiền để bật lại nóc nhà của tôi. Bà chuẩn bị thua đi. Ok, được rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với trận chiến thôi nào. Let's go. Rồi ok, vẫn là tiếp tục cái game lần trước của chúng ta nè. Thì lần này mình sẽ chọn một cái con map nào đó khác để chơi nha các bạn nha. Để xem có map nào đẹp đẹp không. Tôi thấy cái map hình tròn này đẹp nè Sam. Hay là mình lấy map hình tròn này đi ha. Wow, nguyên một cái thành phố hình tròn mini. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với 10 trận đầu tiên đi. Còn cái trận cuối cùng sẽ là trận tính theo lượt like nha các bạn nha. Rồi, mấy bạn cũng biết luật chơi đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta nên cho như tiền vậy sao? Thì như cũ thôi, như cũ thôi. Như cũ hả? Bây giờ bọn mình sẽ chơi như thế này đi. Mình nghĩ là trận đầu tiên chúng ta chỉ nên cho một con lính thôi để đánh nhau cho nó dễ coi trước. Ok không? Rồi ok. Một rồi, con. Mình sẽ một con. Một bằng fan. À một bạn fan nha. Fan Sammy và fan Phong Cận nè. Rồi, Sammy là màu đỏ, Phong Cận là màu xanh nha các bạn. Rồi chuẩn bị nè. Bắt đầu. Rồi. Ok. Round đầu tiên. Coi ai thắng ai thua nè. Thắng ai thua nè. Ui. Gì té rồi. Ủa sao tôi té rồi? Đứng dậy, đứng dậy. Ủa, ủa tôi né dữ quá vậy? Né chiêu, né chiêu. Ui. Ủa, tôi né hay quá vậy? Có. Yeah. Team xanh thắng rồi. Ui trời trời, mấy bạn coi nè. Động tác của con nhân vật của mình nè là ngã về phía sau, sau đó đập cái búa vô đầu của... Trời ơi, bắt lồi luôn kìa. Của nhân vật của Sammy. Trời ơi, tính ra nhân vật của tôi né chiêu cái kiểu hơi bị đỉnh luôn nha mấy đấy. 1-0 dành cho Phong Cận. Tiếp theo là tôi nghĩ là chúng ta sẽ đến với 100 tiền đi ha. Cho Sammy chọn trước. Rồi, 100 tiền đúng không? Ê, đúng rồi. 100 tiền có con rồi chứ nhiều đâu. 100 tiền cũng được, có con rồi. 100 tiền sao được? 500 tiền đi. 500 tiền đi. Đúng rồi, 500 tiền. Hai con, một con cung tên. Đó. Một con cầm kiếm nè. Cái này là dân làng hả? Đây mấy con nhỏ nhỏ này đây này. 390 rồi đó. Rồi ok. Rồi 490. Ok, tới lượt tôi. 500 tiền đúng không? 500 tiền thì tôi nghĩ là tôi sẽ thử một con cầm lưỡi hái coi. Được okay, không ta? Được. Chơi vậy đi. Có hơi liều lĩnh quá không bạn? Nhưng mà hồi nãy mình cũng thắng một trận rồi. Ví dụ mà có thua thì mình cũng hòa thôi, không sao hết. Ok, rồi, thử nha bạn, thử nha bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu. Fan Sammy và Phong Cận. Giữa fan Sammy và fan Phong Cận. Ui. Hiện tại Phong Cận đang cầm lưỡi hái. Cầm cái quần, cầm cái quần. Ê, chơi gì chơi tuột quần người ta vậy mày ní. Trời ơi, chơi mới chơi tuột quần người ta kìa. Trời ơi. Trời ơi. Bắn vô cái chơi chơi. Trời ơi, mấy bạn nhìn thấy gì không? Mấy con này nhào vô, nó nắm mình lại, nó giữ mình xuống. Đó, nó giữ mình nằm xuống nè. Xong con, xong rồi con bên này cầm cung bắn cái bùng. Rồi. Trời ơi, em mà chơi kỳ chứ. Hít sọt luôn. Chơi tuột quần người ta kỳ quá. Chơi kỳ gì? Bà thấy đồng đội mà chơi kỳ không? Chơi kiểu gì? Chơi tuột quần người ta vậy? Trời ơi là trời. Yeah, một điểm. Rồi, một điều nha các bạn. Rồi, trận tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cho 1.000 tiền đi Sam. Rồi Sam chọn trước đi. Thích bắn cung đó. 1, 2, 3 đó. Rồi ba bạn cầm cung nè. Đội hình của Sam hiện tại như bạn đang thấy thì có hai bạn cầm đá với lại 4 nhân vật thường và 3 nhân vật cầm cung. Ok rồi, bây giờ tới lượt tôi. 1.000 tiền đúng không? Tôi nghĩ rằng là lần này mình sẽ chơi an toàn nha bạn. Mình không có chơi ngông như nãy nữa. 1.000 tiền thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ mua cho tôi ủa sao có con gì cầm cả đàn nữa vậy? Này là cầm đàn để hát hả? Ủa? Đâu. Nè. Ủa đàn thật hả? Ủa cầm đàn nó hát nè. Đàn thì làm gì? Tôi nghĩ là mấy con cầm đàn sẽ giúp ca hát để cho đồng đội mạnh hơn. Ừ, tôi nghĩ thế. Nói qua mấy bạn này biết khác. Mày anh hứa là yêu không? Ok, rồi tôi sẽ chọn thêm 3 con cầm cung nè. U, có ninja nè. Wow. Ninja trong Naruto đúng không? Ngầu quá vậy ninja. Ok. Trời ơi, nhưng mà dư 1.600 mất tiêu rồi. Vậy thôi tôi sẽ bán bớt 2 con đi. Trời ơi, vẫn còn 1.400. Dư 40.000 thôi, tôi bán một con cầm cung luôn. Rồi. Rồi còn 100.000 đúng không? 100.000 tôi sẽ mua đây, một con cầm khiên 100.000. Ok. Wow, đẹp nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với round 3. Fan Phong Cận hay fan Sammy sẽ thắng đây, mấy bạn comment xuống bên dưới mình biết nha. Ok. Bắt đầu thôi. Vô nè. Phong Cận thắng cái gì ta? Ui ui. Ui ui.
Ôi, ninja đã ném phi tiêu nhưng ai dè đâu bị ném cục đá vô mặt chết queo. Rồi, con thúc vô kìa. Mấy con cầm cung thì hiện tại vẫn chưa kịp bắn. Mấy con kia nhào vô tụt quần nữa kìa, chạy đây. Trời ơi, tụt quần tiếp. Nguyên cục đá đập vô đầu luôn. Ôi, cái chạy ôi trời. Ủa? Chạy. Sao sư tiên chạy vậy bạn? Ủa vậy là cái con hát nó không làm được gì đó. Trời ơi, nó hát nó chạy vậy. Trời rồi xong, nó bị trội cục đá chết queo. Trời ơi, tôi cứ tưởng là con hát này nó giúp được cái gì, ai dè chẳng được cái gì hết. Trời ơi, đội quân của Sam là mất có hai người hay nè, còn đội quân của Phong là nằm bập bích luôn rồi. Trời ơi, ông này ông cầm khiên mà ông nằm kìa. Trời ơi, ông này ninja cái kiểu gì mà bị đánh cho u đầu rồi giờ nằm cho cây nằm luôn, yếu quá vậy. Trời, yếu xìu vậy trời. Yeah, 2 điểm. Trời ơi, không sao, chúng ta vẫn còn màn cuối cùng 21.000 điểm lần mà tôi không có sợ. Vẫn y như lần trước, ai đạt được 10 điểm trước thì người đó thắng. Ok, rồi. Hồi nãy là 1.000 tiền, bây giờ chúng ta sẽ đến với 2.000 tiền nha các bạn. 2.000 sao á? Ui, cung xà. Trời ơi, cái cung này là cái cung hình con rắn hả? Cung rắn mấy bạn ơi, cung xà. Rồi, đội hình của Sam đặt ra là có 4 con cầm đá, 2 con cầm cung, mà cái cung này phải cung bình thường nha các bạn. Con rắn. Cái cung này là cái cung hình con rắn nha các bạn nha, là hình như là bắn ra con rắn này cho nó cắn người ta đó. Ồ. Rồi, phía trước là sẽ là 3 thanh niên cầm cung bình thường. Ok. 2.000 tiền thì Phong nghĩ rằng là lần này để cho an toàn thì Phong sẽ thử như thế này đi. Phong sẽ mua 2 con ninja để hai bên để cho nó phóng phi tiêu các bạn hiểu không? Đó, okay. Ui con này là cầm gì đây? Ô, cái này là nguyên một cây súng có thể bắn ra rất là nhiều mũi tên. Wow. Mấy bạn, chúng ta có nên chọn con này không ta? Tại mình nghĩ nha, ví dụ nó bắn một lần mấy trăm mũi tên bay ra đây, có khi nào là thắng hơn Sam luôn á. Ờ, tôi cũng nghi được vậy á. Tôi nghi thôi, ai biết được, lỡ biết sao. Hay là Sam đang dụ tôi mua con đó để cho tôi thua. Tôi đâu biết con này mạnh hay yếu. Nhưng mà rồi ok được, tôi sẽ để một con mấy xe ở đây rồi còn 500 đúng không, 500 thì khiên cho tôi mua mấy con cầm khiên để chống mấy con cầm cung rồi đó. Rồi. Ok, đội hình của Phong thì chỉ cần cái xe này thôi. Rồi nghi thắng rồi hả? Sợ rồi, chuẩn bị nha, 3, 2, 1 bắt đầu. Ok, bắn đi. Ôi trời ơi. Ôi trời, nó bắn một lần mấy trăm mũi tên luôn bạn. Nhưng mà sao chết được 3 người, hay quá. Ê sao nó không. Ủa, ủa khoan từ, sao sao team Red thắng kìa, qua cái kia bị chọi cục đá chứ. Trời ơi, nó bị chọi có một cục đá thôi mà chết queo rồi hả? Trời ơi, vậy con này nó buồn phế vậy trời. Sao lần nào tôi chơi tôi cũng thua Sam vậy? Tôi đã chọn chiếc xe mạnh rồi mà sao tôi vẫn thua vậy? Trời ơi. Ê, tới đây tôi hồi gì tôi chưa dùng khiên luôn. Sao mà Sam từ nãy giờ sao thắng hoài ta, cay thiệt sự. Không sao, tôi đã có chiến thuật rồi bạn, yên tâm. Rồi, tiếp theo là 3.000 tiền đó. Để tôi xem đội hình của Sam coi. Hiện tại đội hình của Sam là có 4 con cầm đá đằng sau, 4 con cầm cung và thêm chuột có mấy con cầm súng nữa hả? Rồi có mấy con này là nó đeo cái gì đây? Cái áo giáp bằng rơm hả? Đúng rồi, giáp bằng rơm. Nhìn dễ thương, thấy gì đâu, tôi nhét vô vậy đó. Ok, ok, được. Vậy thì bây giờ tới lượt tôi. Với 3.000 tiền thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chọn cái con mạnh mẽ nhất ở đây. Đó chính là con voi. Ê, sao tôi nghĩ tôi thua quá ta? Tôi phải có một cái gì đó để bảo vệ cho con voi này. Bằng cách là tôi sẽ triệu hồi thêm một đống những con cầm khiên nữa. Để có thể đỡ đạn với lại đỡ cung tên cho con voi, bạn hiểu không? Hay quá vậy. Không biết có thắng được không đây, thật ra tôi cũng rung lắm mấy bạn ơi. Thua. Ok rồi, chuẩn bị nha, 3, 2, 1 bắt đầu. Và đó thấy không, trời, nó bắn mấy con cầm cung của tôi, mấy con cầm khiến tôi chết queo kìa. Voi hút đi, voi hút đi, voi hút đi, hút đi voi. Hút kìa, sợ vậy. Như tôi nghi con voi nó bị bắn chết quá à. Ủa, trời, nó bị chọi kìa. Hút đi voi, hút đi, bắn đi, hút đi, dậm đúng rồi. Dậm chết hết đi voi. Đúng rồi, hút. Hay quá voi ơi, hay quá voi ơi. Cố lên voi, cố lên chết đi voi ơi. Yeah, voi mạnh quá bạn. Tôi thắng rồi, cuối cùng tôi cũng thắng đường trận. Ủa mà sao tôi thắng có trận mà tôi vui dữ ta. Chắc từ nãy giờ tôi thua nhiều quá. Ok, không sao. Rồi, vậy là coi như là 2-3 rồi nha các bạn. Tiếp nào. Rồi, trận tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ được 4.000 tiền đúng không? Rồi, đội hình của Sam hiện tại. Ủa sao Sam thích chơi mấy con cầm đá quá vậy? Đá, trời đá, vui. Rồi, có thêm con voi nè, rồi mấy con cầm cung nè. Với mấy con này là con gì đây? Nó cầm nguyên cái gì nhìn ghê quá vậy? Tôi không biết, kêu con này nhìn lạ lắm. Ok, rồi, không sao. Lần trước có mấy bạn bảo mình là anh Phong ơi, còn rất là nhiều những con tướng lạ lắm, anh hãy thử chơi thử đi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử chọn thử nha. Thì ở đây mình thấy có mấy con cầm súng luôn nè. Wow. Với 4.000 tiền đúng không? Thì mình sẽ cho một hàng cầm súng ở phía sau. Trời ơi, đó. Quá trời. Tất cả những thanh niên này đang cầm rất là nhiều súng luôn. Ủa, trời ơi. Trời ơi. Mỗi người 2 cây súng. Tất nhiên là không thể nào thiếu con voi được rồi. Sammy có con voi, tôi cũng phải có con voi nha các bạn. Còn lại một ít thì tôi sẽ mua 3 con cầm khiên đứng phía trước. Chắc là chỉ còn vậy thôi chứ không còn cách nào khác. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. 3,
2, 1 vô. Bắt đầu. Những thanh niên cầm súng đang bắt đầu hướng tới. Nổ súng đi. Hai con voi đang hút nhau. Những người cầm súng đang bắn liên tục về đội quân của Sam. Ủa nhưng mà sao chết queo rồi? Ô cái con tôi dùng phép mạnh như kìa. Sao mấy con cầm súng tôi chết queo rồi? Cầm súng mà thua cầm đá luôn hả? Đá chọi mạnh ghê luôn. Người ta cầm đá người ta chọi, còn mấy ông cầm súng mà mấy ông vẫn thua là sao? Trời ơi, cái này giống kiểu ông trời muốn tôi thua á trời. Tôi cứ tưởng mấy con cầm súng nó mạnh lắm chứ nó bắn bằng là chết queo hết cái đám, ai về đâu không được gì hết trơn. Rồi, hiện tại bây giờ chúng ta đang đến với trận đấu 5.000 tiền. Thì lần trước có nhiều bạn bảo là anh hãy cho hai con mạnh mạnh ra solo nhau cho nó vui đó. Cho nên là Phong nghĩ là bây giờ mình thử chọn hai con nào đó 5.000 tiền cho đấu với nhau. 5.000 tiền, ok. Đúng rồi. Rồi, 5.000 tiền đúng không? Để Phong coi 5.000 tiền có con gì đây. Có cái gì đây? Xe tăng. Ôi. Nhưng mà cái xe tăng này 6.000 tiền lận. Thôi mình cho 6.000 tiền luôn đi ha. Tôi thấy xe tăng được á. Ok, chọn hai cái xe tăng. Trời ơi, hai cái xe tăng đấu với nhau hả? Trời ơi, cái này trận đấu này hơi bị căng thẳng luôn nha bạn nha. Hai cái xe tăng đấu với nhau. Rồi chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Đùng. Ôi, tôi lái đạp đâu không kìa. Yeah, tí màu xanh tăng. Quá nhanh gọn lẹ. Trời ơi. Trơn luôn á. Tiếp theo sẽ là 7.000 tiền. 7.000 tiền hả? Bây giờ tôi sẽ chơi phép không? Rồi, đội hình trận tiếp theo của Sam. Một con voi thêm rồi lại tiếp tục mấy con phép. Cầm đá nè, phép cái gì? Con này con gì đây? Phù thủy hả? Phù thủy. Đội hình tôi lần này toàn phép không á. À, sát thương phép đúng không? Đúng ok, rồi. Vậy thì tới lượt tôi. Để tôi xem coi có con gì lạ lạ mà từ đó giờ chúng ta chưa chơi không nha các bạn. Hiện tại tôi thấy ở đây có con skeleton là con cầm xương, con người xương hả? Wow. Tôi sẽ chọn một đội quân người xương tầm 1.000 tiền đi. Rồi đó, 1.000 tiền đội quân người xương. Rồi con này là con gì đây? Con này chết. Con này là thần chết mấy bạn ơi. Và con này có giá là 2.500 tiền. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi hai con này. Rồi 6.000 tiền rồi. 1.000 tiền có ông thần triệu hồi sấm chớp nè. Vậy thì mình sẽ bán đi bớt một con skeleton là đủ. Ok. Bên Sam có con dâu cũng hơi căng nha bạn. Không biết là lần này ai thắng ai thua ở đây. Nhưng mà thôi, tôi tự tin là tôi thắng. Rồi vô nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Chơi phép rồi. Ôi Trời ơi. Trời ơi, mấy con kia dùng phép ghê vậy. Phép ghê chưa. Ui con kia. Ui con thần chết của tôi. Có thể sử dụng xúc tua đâm mấy con của bà kìa. Ghê quá vậy. Wow. Trời ơi, nó đâm hết trơn luôn. Wow, con voi chết chưa? Con voi chết queo luôn rồi. Oh my god. Cái con này nó ghê hơn con voi nhiều. Trời ơi, ghê chưa? Oh my god. Vậy là đội quân của Phong lần này đã thắng. Rồi lần này chơi lớn rồi nè. 10.000 tiền. Rồi trận tiếp theo thì đội hình của Sam bao gồm một hàng những con cầm cung đứng phía sau. Hai con thần chết luôn hả? Đúng rồi. Wow, Sammy có vẻ Sammy thấy thần chết tôi mạnh quá cho nên Sammy muốn làm theo các bạn. Ok rồi. Thêm hai con này là con này con gì đây? Con nến, người nến. Hả? Rồi phía giữa là có một cái xe bắn bí ngô. Wow. Phía trước là một hàng những con cầm đá. Rồi, một thằng nhóc đứng phía trước à. Trời ơi, sao bà ác với thằng nhóc này quá vậy? Dương 50.000 nữa. Rồi, 10.000 tiền đúng không? 10.000 thì tiền thì tôi chơi lớn các bạn. Tôi chơi một lần 4 con thần chết. Trời ơi. Thua rồi, chơi gì kỳ vậy? Ủa, cái này là Sam tự chọn mà, Phong đâu có ép Sam chọn đâu đúng không bạn? Rồi, chuẩn bị round tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó. Ôi, xuyên kìa. Ui, xuyên hết. Xuyên hết luôn. Yeah, đồ thắng. Trời ơi, 4 con thần chết cũng không thể nào có thể thắng được. Yeah. Trời ơi. Vậy là có nghĩa là thần chết thật ra là cũng không mạnh lắm đâu nha các bạn nha. Chẳng qua hồi nãy là chắc là may mắn thôi. Trời ơi, đây nè mấy bạn coi nè. Mấy con thần chết nó bị nổ banh chành xong nó văng hết xương luôn nè. Trời ơi, quá trời đất luôn. Trời ơi, chắc là Phong nghĩ là do mấy con cầm cung sau nó bắn á. Tại vì hai con không có từ đánh nhau từ chết, còn mấy con này bắn ở ngoài hiểu không? Lần này mình sẽ là 12.000 tiền nha. Ok. Ê, mà lần này mình chơi gọi là dùng một con duy nhất được không? Như kiểu là một con duy nhất hả? Đông dân đi, muốn test con mới đi. Ủa, có thần tình yêu kìa, dễ thương quá vậy. Ở đây có thần tình yêu các bạn ơi. Tôi sẽ dùng 12.000 thần tình yêu để xem nó như thế nào. Gì, chọn hết tất cả thần tình yêu luôn hả? Đúng rồi, tôi muốn thần. Chắc chưa? Chắc. Rồi, Phong sẽ đặt ra. Không, đưa đây. Là sao muốn tự đặt đây, đúng không? Rồi, đây. Là tiếp tục xếp chữ Sammy yêu fan nữa gì? Không, đây vậy. Ê bạn ơi, hai mấy ngàn tiền rồi. Ủa, Sam, rồi 11.000 tiền rồi.
Rồi 12.000 tiền. Mấy con cầm cánh này thì làm được cái gì? Trời ơi, tài sản này tôi cũng thấy vui tại dễ thương. Cái con này là con gì đây? Khủng long hả? Được, tôi sẽ thử chọn hai con khủng long để coi khủng long làm được gì nha bạn. Thôi ba con luôn đi. Thôi năm con luôn đi. Em thường mấy con thời tiền sử á, nhiều con lắm kìa. Tôi xem cái con gì lạ lạ mà tôi đặt ra cho các bạn coi nè. Có gì con gì đây, con này con gì đây? Con này cầm khiên với cầm búa nhìn giống gọi là thần sấm Thor nha. Nhưng mà khoan từ, hiện tại chúng ta phải phân tích, các bạn hiểu không? Đội hình của Sam là những con Cupid đang cầm cung. Tôi không biết là kỹ năng của nó làm được cái gì, nên là mình sẽ phải chọn hai con thần. Đúng rồi, vậy thần đi. Đó, hai con thần cầm thần, hai con thần sấm nè, cho nó đánh sấm chớp. Đó, ok. Ui, có con cầm bơm nữa nè. Trời wow. Con cầm từ à? Được được, tôi chọn mấy con cầm bơm cho nó nhào vô. Ê, tôi không biết thần tình yêu như thế nào nhưng mà cứ mua thử nha bạn, cái này mua thử á. Nó nhào vô xong mấy con thần tình yêu của Sam trở thành gọi là chim cút rang bơ hết. Nó nổ bùm 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 chim cút nướng luôn. Và còn lại 6.000 tiền, tôi sẽ mua cái xe tăng. Ôi cái này tôi vui thôi. Vui thôi hả? Nhìn là biết Sam thua rồi đấy bạn ơi. Ok, bắt đầu nha. Tình yêu làm gì ta? Hiện tại ôi nó bắn tình yêu vậy thôi, không có gì hết. Ôi giật điện sắm chết, cái xe tăng của tôi tung kìa. Trời ơi, trời ơi, xe tăng của tôi tung kìa. Thần tình yêu bị ôi khoan từ từ, hình như là thần tình yêu bắn trúng đội quân của tôi, là đội quân của tôi sẽ tấn công tôi luôn. Đúng rồi, hay quá vậy. Nè bạn coi nè, thần tình yêu của Sam bắn vô mấy con khủng long của mình, xong mấy con khủng long của mình tấn công cái xe của mình luôn. Trời ơi, chị là tình yêu gây lú đó. Nhưng mà khoan từ, bà khoan hãy vội mừng, ở bên đây tôi còn đến tận hai gọi là thần Thô, hiểu không? Quăng sấm chớp chèo bùm. Do tôi chơi thì là tất nhiên thua rồi, nhưng tôi cũng test tình yêu thôi, hiểu không? À ok, giờ năm điều nha, năm điều nha. Ê Sam ơi, từ nãy giờ hai đứa mình là năm điều đúng không? Bây giờ mình chơi theo một cái kiểu như này đi, đó chính là mình sẽ chọn ra những con siêu đắt tiền luôn. Siêu đắt tiền luôn. Rồi trận này cho Sam chọn đó. Mỗi người được gọi là ba con siêu đắt tiền đi. Đây, Sammy sẽ được chọn. Voi. Voi vậy sao chọn voi bèo cái gì? Voi vui mà. Đây thần sấm là cũng mạnh á. Trời ơi sao chọn thần sấm yếu siêu vậy? Sấm mạnh mà. Rồi cái con cuối cùng mới chính là con thần chết. Rồi ba con. Rồi. Các bạn thấy Sammy chưa? Mấy bạn Sammy chọn cái gì mà? Chọn cái gì mà cùi bắp quá. Có cùi gì? Cái này là đâu có giới hạn tiền đâu. Tôi chỉ cần ba con đấm bóc thôi. Ủa thật không? Đây ba con của tôi là ba con thần đấm bóc. Bao nhiêu vậy? 30.000. 30.000 tiền. Còn Sam là chỉ có 6.000 tiền thôi. Trời ơi. Rồi ok. Tôi đâu nghĩ cái đường này đâu. Bắt đầu đấm đi nào. Hỡi những quanh bom men của ta. Nó né được kìa. Né chiêu kìa, thấy không? Thấy né chiêu không? Trời nó né được kìa. Đấm đi, đấm đi. Trời ơi nó đấm voi được kìa. Ui nó chọi kìa. Ui nó chọi kìa. Ui. Ui. Ui nó chọi. Đấm cho cái nè. Này thì chọi. Đấm cho trời cái nè, đấm quá. Cho cái nè. Trời ơi nó trâu quá vậy. 30.000 tiền. 30.000 tiền tôi các bạn coi nè. Trời ơi, quay nhìn ngầu thật sự các bạn coi nè. One Punch Man đấm cái tan biến luôn. Đấm một phát một ông thần chết, ông tan biến luôn đó bạn. Wow, còn con voi bị đấm chết queo. Trời ơi. Con voi bị ông này đấm một phát chết queo. Còn này là con không có ai đi luôn á, chỉ có tôi đi thôi. Đúng rồi, mạnh thật sự luôn á bạn. Trời thấy không, Sammy phải chọn những con nào mạnh vô, hiểu không? Rồi lần này là cho Sam được 5 con mạnh. Cái gì vậy? Con này bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi. Cái con này đánh sao vậy? Con này nhìn giống Son Goku vậy. Wow, Son Goku. Hay là mình với Sam chọn mỗi người một con này đi ha. Ok, thử đi. Ok, vô nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận chiến giữa hai con mạnh nhất và đắt tiền nhất. Chính tiền. Bắt đầu. Ủa nhanh cái gì? Ủa tôi chưa cảm nhận cái. Chưa kịp coi cái gì luôn bạn. Bụp bụp cái xong luôn rồi. Trời ơi. Ê lại được không? Ê không, không có lại. Ủa? Tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Tôi giống như bụp cái đi. Blue victory. Ủa? Ok tôi giờ không quay. Coi không. Con tôi biết gì vậy? Con tôi biết gì vậy? Từ để xem coi con của Sam nó bị cái gì mà nó nằm ngất xỉu vậy. À nó bị con tôi đấm một phát. Trời ơi. Sức mạnh sấm chớp đấm một phát chết queo luôn. Cái trận đấu gì nó nhanh kinh dị luôn. Ê nó mạnh quá luôn á. Wow. Ui, con này là nó triệu hồi ra mấy cái bàn tay hả? Thần bàn tay, thần bàn tay. Còn bên tôi cũng vậy nè. Rồi ok, hãy thử chơi mấy con này nha. Rồi hay từ. Nhưng mà trước tiên mình cho hai con đứng xa xa đi. Đúng chứ rồi, nó nhanh quá. Nó nhanh quá, nó bụp bụp cái xong mà chưa kịp coi gì hết các bạn. Rồi. Căng con mắt ra nhìn nha. Ok, chuẩn bị nha. Bạn canh nha, bạn căng mắt ra nhìn nha. Ok. 3 2 1 vô. Và hai con đang tiến lại gần nhau. Chiếu sấm chớp về phía nhau. Hình như là hai con vẫn chưa bị gì, vẫn đang đứng nhìn nhau. Và chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tiếp tục là những đòn đánh đến từ vị trí của Sammy. Phong cận cũng đang tấn công. Và Phan Sammy sẽ phan xong phong cận. Ai là người thắng đây? Trời ơi, hồi hộp quá. Phan Sam mãi đến, Phan Sam mãi đến.
đúng 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 đúng. Ui trời, hai con nào cũng kiểu sức mạnh siêu đột biến luôn á. Này mấy bạn coi nè, cái con này á là nó không có cánh tay. Nó không có cánh tay, nó chỉ có những cái bàn tay xung quanh bay vòng tròn tròn vậy thôi. Hồi ra tay. Đúng rồi. Và sau đó nó triệu hồi những cái cánh tay lao về phía kẻ địch. Nhưng mà khoan từ. Sao tôi thấy nó giống kiểu cái này là cái vòng bảo vệ á Sam. Thì liệu rằng hai con này nó có thể bị thua được không? Sao nó lâu quá vậy? Thấy nó hơi lâu nha. Tiếp tục tấn công. Bum 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 bum. Vẫn không có chuyện gì xảy ra luôn. Tôi nghĩ là ông muốn thử một cái con này với một cái con siêu saiya đi. Bây giờ Sam được quyền chọn, một là siêu saiya, hai là con bàn tay. Sam chọn đi. Siêu saiya. Sam chọn siêu saiya đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy tôi sẽ lấy con bàn tay nha các bạn. Ok. Rồi. Rồi, vậy thì đội hình của Sam sẽ chịu hồi một siêu saiya. Wow, múa đẹp quá. Múa bùm. Thôi dẹp đi. Rồi, tiếp theo bên phòng sẽ là những con cầm bàn tay. Để bàn tay, đếm ngón tay. Xe bàn tay, đếm ngón tay. Một em bé quẹt bàn tay. Căng mắt ra nhìn nào nè. Căng mắt ra nhìn nè. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ui, 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 ui. Chuyện gì bây giờ xảy ra vậy? Cho tôi coi lại lần nữa nha. Tôi coi lại lần nữa coi. Đỏ thắng nha. Đỏ thắng, đỏ thắng. Ui, ui. Ôi, bàn tay nó nắm kìa. Ui. Hình như là cái bàn tay nó đang nắm con Red, nó đập xuống đất. Lần này thì Blue thắng nè. Vui quá vậy. Ủa vậy tôi thắng hay Sam thắng ta? Không, tôi thắng. Sam thắng. Sam thắng giỡn mà. Rồi, bây giờ đến với trận tiếp theo nè. Hiện tại Sam là 6 điểm, tôi là 7 điểm nè. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trận. Phong thấy ở đây là có mấy con samurai cầm kiếm nè Sam. Samurai. Đúng rồi. Hay là bây giờ mình chơi gọi là mỗi người 100 con samurai đánh nhau. Okay không? Rồi, ok nha. Rồi, hiện tại bây giờ chúng ta đang có đội hình là 100 samurai Sammy và 100 samurai Phong cận. Ủa sao cái con của Phong ở giữa này nó bị gì vậy? Đang gãy nách hả? Nó đang gãy nách hả? Trời ơi, cái gì? Sao sao đang đánh nhau mà đi gãy nách vậy? Hả? Ngứa nách đi gãy. Rồi, rồi. Nó ngứa nách nó gãy các bạn ơi. Ok rồi, gãy không rồi. Sao. Ok, bắt đầu nha Sam. 100 samurai. Đâu gì đâu, đâu gì đâu. Không biết. Lỡ tay. Rồi rồi, tiếp. Ba người là không chịu đâu. 3 2 1, bắt đầu. Ôi lắc. Rồi chém nhau. Ôi. Trời ơi. Nhau rồi, nằm lên người nhau rồi. Thôi dừng lại. Stop. Dừng lại. 100 samurai lắc quá cho nên là mỗi người bên 10 samurai thôi. 100 samurai đắt lắc bấy rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Ok. Rồi, mười mỗi bên 10 con. 10 chưa? 10 nè. Trời, con dí dữ vậy. Nè, 10 nè. Ok, tôi tưởng con vàng. Không ăn vàng người nào. Vàng. Rồi, vô nghe, 3, 1, bắt đầu. Rồi, 10 samurai Phong cận và 10 samurai Sammy. Chém đi Phong cận. Nằm rồi. Hay quá. Đây nè, đang đứng nhìn nhau nè, chém đi. Hay quá. 2-1 nè. Chém. Trời ơi, rồi rớt kiếm chưa? Ủa chưa bị rớt kiếm. Chém. Lần này cho Sam ra luật á, Sam muốn ra luật như thế nào? Tôi hả? Tôi muốn bắn cung đi được không? Bắn cung hả? Vậy là bây giờ mình chơi là 50 con cầm cung đấu nhau đi. Ok. Ok không? Đây Sam yêu fan nè các bạn. Ok. Rồi, ok. Sam yêu fan. Sao tôi nhìn giống chữ SOS vậy? Ok. Tới lượt Phong. Phong sẽ làm đơn giản thôi, 50 con đúng không? Phong sẽ để hình mũi tên luôn. Đó, để hình mũi tên luôn nha các bạn. Rồi. Để xem coi ai thắng ai thua nè. 3 2 1. Bắt đầu. Và bắn. Ui chết liên tục luôn kìa, Ui. Sao con tôi đứng vậy? Đội quân của Sam đang nằm xuống liên tục luôn. Ui. Sao con không có bắn vậy? Đội quân của Phong từ từ nó phải gài cung tên vô chứ. Tôi không bắn luôn á. Đội quân của Sam hết người rồi, còn có 2 người duy nhất à. Không, nó có bắn nhưng mà tại vì nó phải gài cung, sao hiểu không? Nhưng mà trong lúc nó đang gài cung thì nó bị con của Phong bắn trúng rồi. Trời ơi, hôm nay xui quá. Rồi, cho Sam ra luật tiếp đó, giờ Sam muốn sao nè? Tôi muốn ra rồi là cái luật gì đó, có con gì nữa không? Cái con gì mình chưa chơi không? Đây, ở đây có mấy con cầm bóp xinh nè, kiểu đấm nhau á. Đấm nhau. Đúng không? Ok. Chọn này đi ha. Ừ. 10 con ok không? 10 con. Rồi, 10 con của Sam. Rồi, 10 con của Phong. Rồi. Ok. Để coi ai thắng nha bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Phan Sammy đấm nhau với Phan Hùng. Ôi. Múc. Đấm nè. Đấm vô cái mặt. Múc yeah. Nè đó. Ui, khoan từ. Yeah, thắng rồi. Sao tôi thấy Sam đông hơn nè. Ủa?
Phong đông hơn. Tự nhiên đang đâu kỳ quá vậy. Đây mấy bạn coi cú đấm cuối cùng nè. Đó trời, cú đấm cuối cùng nhìn ngầu không? Bạn này né xuống, ông này lao vô đấm bụp. Trời ơi, đây là lần đầu tiên Phong cận bực nóc nhà thành công. Mày tiếp theo vẫn tiếp tục cho Sam chọn đấy. Sam muốn chơi như thế nào? Diễm thua đó. Hay là mình chơi 10 thằng chết luôn đi. Trời ơi, 10 thằng chết. Ê, nhìn okay, không? Quá. Okay. Ok không? 10 thằng chết nha. Rồi. Rồi, 10 thằng chết Sammy và 10 thằng chết Phong cận. Ui, nhìn mấy cái tua bạch tuộc nhìn đúng ghê luôn mấy bạn. Ok, cho thử nhiên. Lần này mình thắng nữa, mình thắng luôn đó. Cố lên. Ok, vô. Có thể tôi xui vậy được. Đó, nó lại gần nhau. Ok, nó lại gần nhau kìa. Đó. Trời ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Trời, nó xiên kìa. Trời. Yeah! Tôi vẫn thắng. Chuỗi thắng luôn á. Tôi 10 điểm đây các bạn. Vậy là coi như ngày hôm nay tôi đã phục thù. Tôi đã phục thù rồi. Không chịu. Thôi có gì đâu, không chịu. Trận trước Sam thắng Phong mà trận này Phong thắng rồi, đúng không? Hòa, có như hòa đó. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho Phong. Ok. Rồi hôm nay giúp bạn like video nhiều quá nên Phong cần thắng đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu đặc biệt cuối cùng. Phong 21.000 điểm, Sam chỉ được có 8.000 điểm thôi. Rồi cho Sam đặt trước á, 8.000 điểm. 8.000 làm sao mà chơi lại được 12.000. Không, cho Sam 10.000 điểm luôn đó. Chấp luôn. Ok, ok, vậy thì cũng được, vậy cũng được. Đó. Rồi rồi. Lố rồi nha, lố rồi nha. 12 mà. 10.000 mà. Ủa được, à 10 à. Phong cho Sam 10.000 điểm mà. Thôi cho Sam 12.000 điểm luôn á, chấp luôn. Tại vì Phong cũng thắng rồi cho nên trận này trận đặc biệt là đấu gọi là đại diện thôi, bạn hiểu không? Đó. Rồi 12.000 dư 70 đồng rồi, cho luôn. Rồi. 21 điểm lần các bạn mới biết tính sao nữa. Tôi 21.000 điểm lần các bạn ơi, không phải lo. 21.000 điểm thì bây giờ nha, bên đội của Sam này có con voi nữa bạn. Tôi nghĩ con voi này sẽ giúp ích được cho tôi bằng cách nào? Tôi sẽ chọn con thần cu bích. Đây, thần cu bích sẽ giúp cho mình bắn con voi, và khi con voi bị trúng mũi tên á thì con voi nó sẽ hút những cái gọi là người ta đồng đội của Sam đó. Ok. Cho ba thần cú bích đứng đằng sau nè. Rồi, trời mới có 1.500 tiền à. Thôi cho 5 con luôn đi. Chúng nó nhiều, em ơi, chúng nó nhiều. Rồi cái con này là con gì đây? Con này là đeo ba lô rồi có cái bong bóng nữa hả? Con này là con gì lạ lạ vậy? Từ từ tôi dùng thử nha. Ô! Con này cầm dây xích hả? Đã quá vậy. Wow, đã quá vậy. Đặt ra luôn ba con. Dây xích mà còn xúm xét đi. Ô, hai cái xe đại bác phía sau. Trời. Mới được có 8.000 tiền hả? 8.000 tiền chắc là ô, người khổng lồ á. My God, có người này nữa hả? Gì mà ghê quá vậy trời. Ok, được. Tôi chọn tôi thấy người khổng lồ. Tôi không thắng thế nào. Thôi khoan từ, tôi thấy người khổng lồ này khá là đặc biệt, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ để cho tập sau đi. Nếu như bạn nào muốn mình với Sammy vẫn sẽ tiếp tục làm về game này, hãy nhớ nhấn nút like video này và comment ở bên dưới cho mình biết nha. Thì mình với Sammy sẽ làm tiếp nha bạn. Like okay. Nhiều thì mình sẽ ra tập mới. Đúng đó. Rồi, tôi sẽ ô, ôi vậy? Samurai khổng lồ. Trời ơi. Hôm nay nhiều tướng khổng lồ các bạn ơi, chắc tập sau tôi làm một trận chiến người khổng lồ đi. Đúng rồi, okay. Trận chiến người khổng lồ đi. Thôi, vậy thôi giờ tôi chọn thêm mấy con khủng long nữa chơi chơi vậy chứ giờ nhiều tiền quá cũng không biết làm gì. Người học võ hả? Ui có này là võ sư nè. Thôi, Phong nghĩ số tiền còn lại Phong sẽ đặt thần cú bích đi. Trời ơi nhiều vậy. Đúng rồi. Đặt thần cú bích. 21.000 bao. 21 nè, ai nói gì đâu, ai nói gì đâu. Trời ơi. Rồi đó. Dư 160 rồi, vậy bán đi con. Đó, ok. Rồi, một đống thần cú bích đấu với lại đội quân của Sam. Bắn xong lú luôn. Bắt đầu. Ok. Bùm bùm. Trời ơi, nhìn là tôi biết không biết thắng được nào luôn. Thần cú bích đang bắn những mũi tên vào phía con voi. Con voi tôi ngu luôn. Rồi con voi gì? Con voi bị gì vậy? Con đánh lính tôi kìa. Con voi bị bay ra trời luôn kìa. Con voi bay trời kìa. Lính con tôi tự giết tôi kìa. Yeah. Voi tự hút mình, còn thần chết tự bắn lính mình. Trời ơi. Ôi Sam ơi, Sam nhìn nè, có mấy con ở đây là nó bay bằng bong bóng nè Sam. Đó, còn ở đây là thần cú bích. Thần cú bích đang bay. Thần cú bích là mạnh lắm luôn á, mấy bạn. Trời ơi, nó à, mạnh. Vậy có nghĩa là thần cú bích bắn vào trong cái con thần chết. Xong rồi thần chết rồi ăn hết. Con thần chết nó mới đánh hết mấy con lính của Sam luôn. Con voi này nó không thấy kê đầu không? Nó kê đầu quá trời. Kê đầu. Ok. Yeah. Vậy là coi như ngày hôm nay mình đã có được một video đầu tiên bực nóc nhà các bạn ạ. Lần đầu tiên Phong cần bực nóc nhà. À không, hình như là bật nóc nhà nhiều rồi. Nhưng mà toàn bị đánh không à. Lần này sao không có quyền quýnh tôi. Tại tôi là người giành chiến thắng. Ok 500 anh em. Vậy là coi như ngày hôm nay mình đã là người giành chiến thắng. Và cảm ơn những người huynh đệ, những người fan chân chứng, những người fan cứng của Phong đã ủng hộ cho Phong để Phong có thể bật lại nóc nhà ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
cà lai. Rồi bạn like nhiều vô là cũng thắng nhiều. Mấy bạn yes. like tôi nữa nha. Mấy bạn nhớ like cho Sam nha. Thôi là Sam thua tôi trận tiếp theo đó. Ok rồi. Okay. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình sẽ làm tiếp trận tiếp theo sẽ là trận chiến giữa những người khổng lồ thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới, mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye. See ya.